này kiếm cái lá chuối đi. Đun nó hết hai bên đi. Đấy. Nó cháy nóng ở trong đây. Kéo lại cái nắp vào, tí nó chân tay nó lúng cuống nó đói rồi, đổ ở đây thì em làm đổ, anh làm đổ không? Về đi thôi. Thôi thì mẹ lấy cơm ra chấm súp ăn trước. Có hổ cái bốc kia còn chín. Chín rồi. Tao mở ra chín rồi mày. Tao nấu như mày mà ngâm to vào thì nó bảo cầm cái nồi lên. Được. Nãy giờ xong rồi, chúng dạ đầy rồi. Bây giờ mày ăn rồi thì mày
mất đi rồi, bây giờ nó vẫn còn đấy, tí nó lại ăn. Mẹ ba nó phải ga rồi. Nó phải phải tắm phát nữa, tắm mới đi ga được. Thì có mẹ mấy cái điếm ngứa thật. Không ạ, tôi cho hưởng cái tay bướm mà yếu. Sao thì bị đéo đâu. Mày ăn ở nào đấy. Mày thế mẹ nói anh trai về trước. Lên rửa mặt đấy. Tao ở tốt thì mẹ tao bị gì đâu. Đây tao ở giữa nha. Cái đồn tao ấy. Mẹ muốn là tát nhau. Quanh mấy cái thằng ở bên ngoài không ngon ngon. Đủ vào cái ấy rồi này. Xong rồi chặt. Mà chặt thì nó bẩn, nó bụi hết hả? Nó đéo tròn như lúc cây còn xanh này. Rồi nó dê dài. Bổ nó bốn này. Giờ tháo ra bổ ra bổ. Quay bên kia bổ. Ui, chặt vào túi bóng. Anh bảo rồi đổ ra là an toàn nhất. Cho túi bóng ở đây. Như xôi của mình mẹ ra mỡ ơi. Nhiều mỡ vai. Đây là chuối về hướng đi. Chuối đâu? Trên ấy nhỉ. Ui chưa đổi. Lấy đi. Mẹ đun lâu quá nó mềm mẹ nhớ ra rồi. Ui. Chiên vào, chiên vào, chiên hẳn vào cái đuôi nó rồi. Chân đấy. Đi vào cái nước này mới ngon này. Thiếu gì nhỉ?